được đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động cách đây 20 năm. Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Bon Rờ Dạ ở xã Quảng Khê, huyện Đắc Gở Long từng là niềm mong mỏi để giải cơn khát nước sinh hoạt của người dân nơi đây. Thời gian còn hoạt động, công trình cung cấp nước cho khoảng 68 hộ dân, chủ yếu là hộ dân tộc thiểu số tại Bon Rờ Dạ. Nhưng chỉ sau một thời gian, công trình ngưng hoạt động vì giếng khoan bị sập, nguồn nước cung cấp không còn đảm bảo về chất và lượng gia đình tôi đang mua nước sinh hoạt của một gia đình khác với khối 12 13 000 12 13 000 một khối đúng không ạ? Dạ. Thế còn công trình nước à, công trình nước tập trung ở bên cạnh này thì gia đình chị có được dùng không ạ? Dạ chưa. Tôi thấy công trình này cũng hư hỏng lâu lắm rồi, chưa có dùng tới. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân huyện Đắc Hở Long, tính đến đầu tháng 5, toàn huyện có tổng số 43 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung được đầu tư từ giai đoạn 2004 đến 2021 bằng nhiều nguồn vốn, trong đó đa phần từ ngân sách nhà nước phân bổ tại 7 xã trên địa bàn. Trong số này, có 17 công trình được giao về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông chi nhánh huyện Đắk Cửa Long quản lý vận hành, 26 công trình giao về Ủy ban nhân dân các xã quản lý. Tuy nhiên hiện nay chỉ có 5 công trình đang còn hoạt động, 38 công trình còn lại bị hư hỏng đắp chiếu. Do thời gian ngưng hoạt động quá lâu nên tại nhiều điểm Hệ thống giếng khoan và trạm cấp điện đã biến mất, chỉ còn chân bồn và đầu công tơ nước dẫn vào từng hộ. Phần nhiều các công trình sau khi à, đưa vào sử dụng thì không có tổ đội quản lý. À, và thứ hai nữa thì cái hầu hết người dân là đồng bào dân tộc thiểu số thì à, sử dụng nước nhưng mà không có cái nguồn lực để trả tiền nước, do đó mà à, các công trình là không vận hành được lâu dài. Huyện Đắc Cử Lông là huyện nghèo đặc biệt khó khăn, nguồn ngân sách hàng năm rất là hạn chế, rất hầu như là không có cái nguồn kinh phí để mà đầu tư sửa chữa các công trình xin nước trên hoạt và đặc biệt thì chúng tôi không thể thân lọc được cái tổ đội quản lý, bởi vì tổ đội quản lý là phải có kiến sách trả lương cho người ta nhưng mà chúng tôi vẫn chưa làm được cái việc tình trạng công trình cấp nước tập trung hư hỏng hàng loạt tại huyện đắc cửa long vừa gây lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước vừa ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều hộ dân vì thiếu nước để sinh hoạt đặc biệt vào cao điểm mùa khô năm nay để khắc phục một số hộ dân chủ động đầu tư kinh phí đào khoan giếng hoặc dẫn đường ống mua nước từ một hộ khác về sử dụng các công trình cấp nước hoạt động đảm bảo chất lượng và đủ lượng nước cung cấp theo thiết kế vẫn là mong mỏi nhiều năm nay của người dân huyện nghèo công trình nào mà không thể à, sửa chữa được hoặc là cái nhu cầu của người dân à, không à, có cái nhu cầu thì ủy ban nhân huyện cũng đã à, thống kê để đề nghị các cấp các ngành à, cho cái chủ trương để thanh lý còn các cái công trình mà có khả năng sửa chữa được thì à, ủy ban nhân huyện à, đang à, kiến nghị đề xuất là bàn giao cho à, công trình à, à, công ty thủy lợi để phối hợp để à, à, sửa chữa đối với các cái địa bàn người dân có cái nhu cầu thì cũng đề nghị các cấp các ngành à, cho cái chủ trương à, hỗ trợ các cái chính sách trợ giá cho người dân để người dân có cái điều kiện tiếp xúc với cái nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn của huyện Đắk Long đưa nước sinh hoạt về vùng nông thôn, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số để cải thiện cuộc sống cho bà con là một trong những tiêu chí góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo sức khỏe, nhu cầu sinh hoạt cho người dân. Từ thực tế, các công trình cấp nước hiện nay tại huyện Đắk Khởi Long, hy vọng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông và các địa phương sớm triển khai phương án khắc phục để công trình đầu tư trị giá hàng trăm triệu đồng không chỉ còn là cái tên.